Với 59 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp, Navratilova là huyền thoại toàn diện nhất trong giới banh nỉ. Tay vợt Cộng hòa Séc đã cho thấy khả năng hiếm thấy của mình. Bên cạnh việc giành tới 18 danh hiệu đơn, bà còn sở hữu tới 31 danh hiệu Grand Slam đôi nữ. Đây cũng là một kỷ lục của tennis thế giới và còn cả 10 danh hiệu Grand Slam đôi nam nữ. Năm 1975 cũng là năm mà Navratilova lên chuyên nghiệp và bà đã gặt hái những thành công đầu tiên. Đó là việc lọt vào tới chung kết Úc mở rộng, nhưng sau đó chỉ giành vị trí Á quân khi để thua tay vợt chủ nhà Colley 0-2. Cũng trong năm này, Navratilova lọt vào chung kết Pháp mở rộng và cũng chỉ về nhì khi để thua ngược Chris Evert 1-2. Grand Slam đầu tiên mà Navratilova giành được cũng chính là nơi mà bà đang nắm giữ kỷ lục, đó là Wimbledon. Chỉ 3 năm sau khi lên chuyên nghiệp, tức là năm 1978, bà đã có danh hiệu đầu tiên ở mặt sân này. Navratilova đã chơi trận chung kết đơn tại giải đấu sân cỏ của nước Anh 12 lần, 9 lần liên tiếp từ năm 1982 đến 1990, và hiện chưa ai có thể xô đổ kỷ lục về 9 lần vô địch Grand Slam này. Những câu chuyện nổi tiếng của tay vợt huyền thoại này không chỉ dừng lại trên sân bóng. Martina Navratilova không ngại ngùng tuyên bố bản thân là người đồng tính. Năm 2009, bà bắt đầu hẹn hò với Lemivova và cầu hôn người yêu ở giải Mỹ mở rộng 2014 vừa qua. Dù đã ở tuổi 58, nhưng đây mới là lần đầu tiên Navratilova kết hôn. Sinh năm 1956 tại Cộng hòa Séc, nhưng Navratilova đã chuyển sang Mỹ sống năm 1975, lúc 18 tuổi. Đến năm 1981 thì bà được nhập quốc tịch Mỹ. Ngày 19 tháng 1 năm 2008, bà lại được trao trả quốc tịch Cộng hòa Séc. Trong số các tay vợt, bà là nữ tay vợt thành công thứ hai trong thế kỷ 20, chỉ sau tay vợt người Đức Steffi Graf. Tạp chí Tennis đã chọn bà là tay vợt nữ vĩ đại nhất trong vòng 40 năm, kể từ 1965 đến 2005. Dù đã giã từ sự nghiệp vào năm 2006, nhưng hình ảnh của bà còn được nhắc tới rất nhiều khi đang làm huấn luyện viên cho Agnieszka Radwańska, tay vợt đã từng lên vị trí số 2 thế giới của WTA.